Xin chào mọi người đã quay lại kênh của mình. Lời đầu tiên tôi xin kính chúc toàn thể quý vị và các bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay tôi xin chia sẻ với mọi người đó là máy cưa xích Husqvarna, mời mọi người cùng đón xem nhé. Thông số kỹ thuật của sản phẩm: dung tích xi lanh 65cc, loại động cơ 2 thì, công suất tối đa 3,4 kW, đường kính nòng 48mm, tỷ lệ nhớt xăng 1.25, dung tích bình xăng 770ml, dung tích bình nhớt 420ml, nhiên liệu xăng pha nhớt, chiều dài lam 20 inch, xích 34 mắt, trọng lượng sản phẩm 8,1 cân, kích thước của sản phẩm, chiều dài 46cm, chiều rộng 35cm, chiều cao 32cm, bảo hành chính hãng 12 tháng. Bộ sản phẩm bao gồm thân máy, lam trượt, xích mắt to, hộp pha xăng, phụ kiện tháo ráp, sách hướng dẫn. Ưu điểm và công dụng của sản phẩm: máy cưa xích Thụy Điển 365 Husqvarna là sản phẩm máy cưa đang được ưa chuộng hiện nay trên thị trường bởi khả năng làm việc hiệu quả, khả năng cắt nhanh chóng, khai thác gỗ chuyên nghiệp, xẻ gỗ, cắt tỉa cây thuận tiện hơn bao giờ hết. Nhờ máy cưa xích giúp tăng hiệu quả khai thác, tiết kiệm chi phí và giải phóng sức lao động. Máy được thiết kế và cho ra đời sau tích hợp những công nghệ hiện đại nhất, thông minh nhất so với các dòng máy cưa khác thì được sử dụng yêu cầu chất lượng chuyên nghiệp. Động cơ máy sử dụng công nghệ Xtor cho phép máy giảm thiểu tối đa mức tiêu thụ nhiên liệu và khí thải tốt nhất. Công tắc máy có tác dụng tự ngắt, có khả năng tự trả về và mức tiêu thụ nhiên liệu có thể nhìn thấy được để máy cưa được dùng dễ dàng. Hệ thống khởi động máy Smart Start và bơm được nhiên liệu cho phép máy khởi động nhanh và tốt nhất. Qua rất nhiều mẫu sản phẩm tuy đã có từ rất lâu rồi nhưng được ưa chuộng nhất trên thị trường Việt Nam và nó được bán tốt nhất bởi sự bền bỉ mạnh mẽ của nó. Cấu tổ máy đơn giản, dễ bảo hành bảo dưỡng cho tất cả mọi người, ngay cả người sử dụng có thể dễ dàng bảo dưỡng thay thế các chi tiết linh kiện máy khi bị hỏng hóc. Máy sử dụng và giúp tiết kiệm nhiên liệu và đốt cháy hết, giúp máy hoạt động bốc vào mạnh mẽ hơn. Với trọng lượng nhẹ và năng suất hiệu quả cao kết hợp với động cơ chất liệu tốt giúp ổn định máy hoạt động tốt nhất. Chúng tôi cam kết tư vấn sản phẩm miễn phí với đội ngũ tư vấn viên, kỹ thuật viên am hiểu sản phẩm đến từng chi tiết, dẫn đầu các đơn vị thương mại điện tử hiện nay, cung cấp các sản phẩm uy tín, chất lượng nhất và giá tốt nhất, hỗ trợ vận chuyển khắp 64 tỉnh thành và có thể thanh toán bằng nhiều hình thức khác nhau, hướng dẫn tận tình chu đáo về cách sử dụng, quy trình bảo quản, bảo vệ và thay thế linh kiện, bảo hành chính hãng theo quy định của nhà cung cấp, chính sách ưu đãi hỗ trợ sửa chữa, mua mới máy móc và các linh kiện. Với khách hàng thân thiết, thường xuyên có những chương trình khuyến mãi giảm giá và mua hàng với giá ưu đãi. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video sau.